tôi lại có mang đến cho các bạn một thí nghiệm thật là thú vị. Chúng mình cùng khám phá thí nghiệm đó cùng cô nhé. Thí nghiệm của cô có tên là đài phun nước mini. Để thực hiện được thí nghiệm này, cô lại cần chuẩn bị một chai nhựa, 4 chiếc ống hút, một cái bong bóng, một cái phễu và 4 ly nhựa nhỏ. Cuối cùng là ly nước màu xanh. Để tạo được ly nước màu xanh này, cô đã sử dụng màu xanh lá pha với nước. Nhưng nếu các bạn không thích màu xanh lá thì mình có thể chọn một màu khác để tạo được màu mình yêu thích nha. Bây giờ cô và các bạn cùng làm thí nghiệm. Chai nhựa này cô lại đã sử dụng dao rọc giấy để khoét 4 lỗ trên thân chai. Việc sử dụng dao rất là nguy hiểm nên mình sẽ nhờ ba mẹ, người lớn khoét giùm mình nhé. Sau khi khoét lỗ xong, các bạn sử dụng ống hút cắm vào các lỗ đã khoét. Sau đó, dùng tay điều chỉnh ống hút gập xuống. Tiếp theo, các bạn sử dụng phễu để đổ nước màu vào chai. Các bạn phải thật cẩn thận nhé. Phải lưu ý mực nước đổ vào không có chạm vào cái lỗ đã khoét, vì như thế nước sẽ bị tràn ra ngoài. Sau đó cô sẽ sử dụng 4 chiếc ly này để phía dưới đầu của những chiếc ống hút. Tiếp theo cô sẽ thổi cái bong bóng này cho to lên nha các bạn. Sau khi bong bóng đã to, cô sẽ dùng thun cút phần đầu của quả bóng lại. Tiếp theo, cô sẽ gắn phần đầu của quả bóng vào miệng chai. Và ngay bây giờ các bạn hãy chú ý xem điều gì sẽ xảy ra khi cô lại tháo cọng thun này ra nha các bạn. Wow, các bạn có thấy đẹp không nào? Nước từ trong chai chảy ra ngoài theo đường ống hút giống như đài phun nước mini vậy đó. Các bạn có biết vì sao không? Để cô Lệ bật mí cho nhé. Là do khi cô Lệ thả tay ra khỏi miệng bong bóng thì không khí từ trong bong bóng di chuyển xuống chai nước, làm cho nước bị đẩy ra ngoài theo đường ống hút đó các bạn. Cô Lệ vừa hướng dẫn cho các bạn xong thí nghiệm đài phun nước mini. Ở nhà các bạn hãy làm thí nghiệm xem kết quả có giống như cô Lệ không nha. Cô Lệ chúc các bạn thành công. Chào tạm biệt các bạn.